Hello, xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh Rudy Vlog, người Việt tại Philippines. Hiện tại bây giờ mình đang ở trung tâm thương mại FCM. Cái video trước là mình đang đi vào cổng an ninh thì bảo vệ là không cho mình quay tiếp tục, bảo vệ buộc mình phải dừng video, và tại vì nó có ảnh hưởng tới vấn đề an ninh ha. Đây là FCM, mọi người cùng tôi đi một vòng quanh FCM để coi thể như thế nào ha. Đây là khu trung tâm cho trẻ. Kids Venus, trung tâm của trẻ để chơi. Đấy, nó cũng đơn giản thôi, nó không có được cầu kỳ giống như tại Việt Nam. Các bạn xem cho trẻ. Nó cũng có cầu trường ha. Tiếp tục chúng ta đi dọc đây. Phía trên này là những cái chuyên về điện thoại nè, như về các điện thoại, những cái mua sắm hàng cao cấp và spa. Đây các bạn xem đây. Đây cái chỗ làm tóc nữa ha, bên biên nha ha, đây làm tóc, đây là khu vực làm tóc, làm nail nè. Ở đây người ta cũng làm nail ở trên trung tâm thương mại đó nha. Các bạn thấy chữ nail chưa, thấy phần nail chưa, đấy màu xanh xanh đây. Đọc làm nail luôn. Đây mọi người nhìn xem nè, đẹp không? Mọi người cho một cảm nhận như thế nào về cái không gian như thế này, tạo một không gian rất là rộng lớn. Đấy các bạn thấy, nhìn ở phía dưới xa xa có trung tâm, có những cái cửa hàng về Nhật chuyên về ăn uống, những nhà hàng về Nhật mở ăn uống. Đây. Đây. Chúng ta nhìn ở trên cao nhìn xuống như thế nào, rất đẹp ha. Rất đẹp ha. Để xem. Đây. Đây là FCM. FCM Boulevard. Tại vì nó ở địa phận Boulevard sẽ gọi nó là FCM Boulevard. Nếu nó ở một địa phận khác như FCM ở North, FCM North, FCM mà đặt ở Mayalao gọi là FCM Mayalao, một địa danh, một vị trí thì nó thì không có tên. Giống như Việt Nam á, Aeon á, người ta gọi là Aeon Tân Phú, Tân là họ ở những vị trí đó thì người ta lấy địa danh đó họ đặt cho dễ nhớ. Những cửa hàng Nhật á, đa phần là lúc nào cũng có khách, Nhật Hàn Quốc là lúc nào có khách đông, đông đúc. Mà ở đây họ rất là chuộng, rất đông ha, cửa hàng Nhật Trung Quốc nó rất đông. Đây là những cái cửa hàng điện thoại, chuyên về điện thoại, khu không gian này là chuyên về điện thoại ha. Đây, nhà xem, không gian này là trưng bày và mua bán, trưng bày về điện thoại, loại máy tính ha, rất nhiều ha. Nhưng mà cái nghiệp là mình hư một cái máy tính, có máy tính hư nhưng mà mình mang lên đây sửa thì lắc đầu không, mình bảo là không thay nó lại không thay. Ở đây họ không có thợ giỏi như Việt Nam mình, muốn gì thì cũng được, còn ở đây thì khó lắm. Đây là photo ha, photo đây, đây là chỉnh sửa hình ảnh cho mình chụp hình chụp ảnh ha. Các bạn lên đây, tại vì họ không có lặt những cửa hàng á, ở Việt Nam mình ấy dọc đường rất là nhiều cửa hàng ha, cửa hàng để làm, còn ở đây thì nó hay dồn vào một trung tâm thương mại để họ thu hút khách, còn những cái dòng dọc á, người dọc đường nó rất ít, đa phần là những cái người ta bán ăn uống bình dân. Tham quan sơ ha, tham quan sơ ha, đây là trung tâm điện thoại ha. Quay sơ thôi. Mình mỗi khi mình mua điện thoại thì mình cũng hay lên Autogun nè. Đây cửa hàng Autogun này, mua điện thoại có một số người quen, bạn bè họ buôn bán hay thế này. Và đây mình mua, nhưng mà không ít kia, mình ít khi mua ở FCM Boulevard này, mình chỉ mua xem ở Vũ Lan thôi. Tại là điểm đó nó gần nhà của mình á,
Rồi bây giờ quay lại các bạn hãy xem ha, tiếp tục ha. Đây không gian này chúng ta nhìn xuống ha, người ta ăn uống là này là những người họ ăn bên tay phải mình là những người họ ăn tại chỗ này, họ dùng tại chỗ này. Đây là bên tay trái là họ để dành cho những người họ mua về, họ xếp ghế ngồi cho những người mua về. Ở bên được một cái là bên Philippines này họ rất trật tự nha, người đứng trước là chấp nhận đứng trước, người đứng sau là chấp nhận đứng sau ha, không có giành giật gian lắm, không kiểu như người Việt Nam của mình ha, cửa nào cũng chen, cửa nào cũng dành hết nha. À, hơn ở mình ở Việt Nam là họ đi toilet bất cứ cái chỗ nào, nhưng lúc mà thời điểm đông restroom này nó nằm đây. À, restroom thì restroom ở tại đây họ mua xếp hàng người xếp hàng dọc dài á, dọc dài thời điểm những lúc cao điểm họ xếp hàng dọc dài đấy, nhưng họ vẫn chờ đợi nha. Quay sơ ở trên thôi ha. Bây giờ mình tiếp tục xuống dưới. Cái đây là chỉ có một phần nhỏ thôi. Mình chỉ mới quay một phần nhỏ thôi. Đây, chúng ta bắt đầu xuống thang máy ha. Thì tại khu đây họ cũng cứ phải bán ô tô đó. Cứ bày ô tô đó trả góp. Khi xem video này ai có nhu cầu thì cứ vay phí bình trả góp chiếc ô tô. Mỗi tháng góp rất là rẻ, chỉ 5-6 triệu là các bạn nó có chiếc ô tô để dùng. Và giá ô tô thì thị trường hôm nay thì nó tương đối rẻ hơn so với bình thường ha. Đây mình sẽ quay sơ các bạn giá cho mọi người xem ha, sợ mình sẽ có người không nhìn thấy. Đây mình cũng không rành về ô tô lắm cho nên mình cũng không dám giới thiệu cho mọi người ha. Mình sẽ quay sơ thôi, tại vì mình cũng không rành về chiếc ô tô đó. Rồi kế tiếp ha, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ha. Tham quan ghép xem ha, đây là địa điểm mua giày nè ha, các bạn thấy á. Rất là không gian rộng lớn ha. Thì hồ máy kính ha, nhập được. Đây các bạn xem đây, đây là có coi. Đây có một tiệm bánh mì Baguetto ha. Baguetto này chỉ có duy nhất ở chỗ này, nó có bán bánh mì của ăn giống như kiểu người Việt của mình, nhưng họ không bán bánh mì nhỏ ha, họ bán bánh mì dài. Và mỗi một tháng á, họ chỉ bán tối đa khoảng 5-6 ngày thôi. Còn mỗi một tuần á, nếu một tuần cho nó vậy ha, tuần thì họ làm tối đa 1-2 ngày là hết, nhưng mỗi lần làm maximum người quản lý họ đã thấy mình rồi, mình đã có đặt 5 ổ bánh mì ở đây. Mỗi một tuần á, thì họ chỉ ra tối đa là 5 ổ bánh mì, 10 ổ bánh mì thôi. Đấy. Và phải order trước, nếu mà order sau thì mình sẽ không có, mình phải đặt trước. Và người quản lý họ đã thấy mình rồi thì họ chào mình. Đây mình đặt 5 ổ bánh mì rất khó khăn ha, rất khó khăn mới có thể mua được ổ bánh mì ở đây. Có đặt trước và gọi hỏi trước, và phải có người tới làm họ mới bán. Tại vì người thợ đó, một cái người thợ thôi, họ đi rất là vòng vòng nhiều nơi họ làm, cho nên địa điểm này thì họ ưu tiên ưu ái hơn, chắc có thể ưu ái hơn. Tại người Việt mình ở đây cũng thích ăn bánh mì á, họ mua. Đây chị ấy mang cho mình 5 ổ bánh mì ha, chị ấy có nghĩa là mình chỉ đặt 5 ổ bánh mì, họ chỉ làm đúng 5 ổ bánh mì thôi, họ không làm nữa, mà rất hiếm khi ha. Đặt nữa mình nói chuyện với họ xíu rồi mình sẽ đi. À, thế viết lên nào coi Iwan, viết lên nào coi Balin nào tu nè. Ok. Bất kể cái gì nào cũng được. Viết lên nào coi. Viết lên nào coi Balin. Ok, salamat coi. Mình nói với họ là cho mình gửi ở đây. Mình đi vòng vòng một xíu rồi mình sẽ về trở lại lấy, và họ rất là vui vẻ và họ đã ok. Mình tiếp tục ha. Hôm nay mình sẽ quay tới 1/3 thôi, 1/4 thôi, chưa được 1/3 nữa các em. Tại em mình rất là rộng. Đây tiếp tục ha, bạn mọi người nghĩ thế nào? Đường bắt đầu là xuống phía dưới này ha, bắt đầu là rất đông người. Giờ này cũng không phải giờ cao điểm nhưng rất đông người, họ trưng bày bán rất là nhiều thứ đấy. Bên kia có đàn guitar rồi ha mọi người. Đây có bánh này rất là thơm nè. Các bạn có xem giá này, 201 6 cái, 350 là 10 cái, thì 201 là tương đương với khoảng là
khoảng 100.000 tiền mình á, 175.000 tiền Việt ha, đây khoảng 100.000 tiền Việt ha, nó xem như thế, xem rất mắc, đây 108, khoảng 90.000 ha, 36, nó cũng đây các bạn xem, đây bản đây Sumai ha, mình xem đây là con gà Inesan ha. Đây đây rất là nổi tiếng ha. Đây thương hiệu Inesan ở đây rất là nổi tiếng. Nó bán rất đắt, rất đông, rất đắt. Và mình cũng rất thích ăn cơm gà này ha. Những khách hàng này họ phải xếp hàng ngồi chờ chờ địa đến ăn ha. Cùng hầu như là nước này có tôm ha, đó món đó là hải lô ha, cực kỳ ngon. Đấy các bạn nhìn, như thế nào ha, rất ngon. Chúng ta tiếp tục ha, đây là cửa hàng của Nhật ha, cửa hàng Nhật này đồ dụng cụ cực kỳ mắc, cực kỳ mắc. Những cái món hàng so với dòng tiền bên này, bên tại Philippines này và dòng tiền người Việt Nam nó có sinh rất rất lớn ha. Mỗi món hàng này giống như mình thì những cái món hàng như là mép bụi thì mình rất là rành, nhưng mà giá trị của mép bụi này nếu mình mua bên này mua hai cái mép bụi thì về Việt Nam mình có thể mua được ba cái, mình có thể mua được ba cái tương đương giống như như nhau ha. Chúng ta xem nè, xem tiếp ha. Đi vòng dài rất là đông. Ở đây họ có một cái điều mà mình rất là thích, đó là trên một con đường như thế này nè, chạy một trung tâm thương mại như FM ấy, lúc nào cũng có người họ đứng, họ sẵn sàng họ lau nhà cho mình hết á, có nghĩa là chỉ còn rớt xuống gì là có người họ nhân viên họ làm vệ sinh nha, nhân viên họ làm vệ sinh cho mình hết á, rơi vãi cái gì là họ lấy lên và có nhà tầng nhà có cái gì là họ đều làm việc rất là sạch sẽ ha. Này Châu Kim này, cửa hàng của Trung Quốc ha mọi người. Đây cũng là một những là cửa hàng ăn uống là cực kỳ hot, hot khách ra tại Coffee. Hầu như là lúc nào họ cũng đông và full bạc. Hôm nào mình sẽ đi chi tiết và ha, mình sẽ gọi những cái món ăn ở một vài món ăn trong Châu Kim Inesan để cho mọi người tham khảo ha. Mọi người nhìn review ha, mình sẽ review cho mọi người xem ha. Đấy. Đây những là họ cũng cực kỳ lịch sự ha, những cái khu vực này họ ít khi cho khách ăn, khách mà ngồi ăn lắm, đa phần là dành cho những người họ đợi mang về. Đấy mình xem ha. Đấy. Xem tiếp tục ha. Rồi những cái vị trí ăn uống ha, địa điểm ăn uống ha, cực kỳ đông ha, rất là có khách ha. Đa phần là bây giờ bên này họ cũng mở, họ cũng tháo khẩu trang ra rồi, họ đi không có còn giãn cách như ngày xưa nữa, họ cũng chấp nhận rủi ro để mà cứu vớt kinh tế thôi. Còn đa phần thì dân ở bên này họ cũng tiêm vaccine cũng tương đối ổn. Bên này thì họ không tiêm mũi 3, mũi 4 như bên tại Việt Nam hay nhiều, nhưng đa phần là tiêm mũi 2. Thì tôi cũng đang tiêm mũi 2 thôi, tại vì không có cơ hội để tiêm mũi 3 mà rất đang lo lắng. Tại vì bên này khi sau khi tiêm mũi 3 thì nhiều người họ cũng bà tay á. Đây xem này, cửa hàng nào cũng rất đông ha. Mọi cửa hàng nào cũng rất đông. Rất đông khách. UDP thì luôn luôn đông. Một thương hiệu lớn và những anh chị em nhỏ thì rất thích, là người lớn càng khói nữa. Rồi có những món này ha. Xem này. Đây là một khía cạnh của những người khá giả, họ luôn luôn ở đất nước Phi này, những người khá giả họ luôn luôn đi đến những trung tâm thương mại để ăn uống sầm uất, để ăn uống. Nhưng ngược lại thì tầng lớp ngược lại thì hôm sau mình sẽ quay cho bạn xem, họ chỉ có thể ở những khu vực đó thôi, làm những việc đó thôi. Để clip sau thì mình sẽ tải cho bạn xem ha, những cái đó là
Để đeo đi ra khỏi cái trung tâm, cái khu vực ăn uống rồi ha. Bây giờ là khu vực điện máy. Thì hôm nay mình sẽ dừng ở khu vực điện máy và quay trở lại. Hôm sau thì bắt đầu khu vực điện máy mình sẽ live tiếp cho mọi người xem ha. Mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem ha. Đây là bánh pizza nha mấy bạn. Đây là bánh pizza, để đây một phần là tôi nói lòng. 180.000 đồng đồng ha. 90.000 tiền Việt ha. Xem ha. Ở tại cái Philippines này họ không có nước mía cho mấy bạn được. Họ sẽ uống những cái loại nước ép, nước dừa. Chứ họ không có nước mía nha. Đây là những đa phần những người họ vào những cái trung tâm này, họ mua những mặt hàng như thế này là những người tầng lớp khá giả, tầng lớp thượng lưu ha, tại Philippines. Còn những người mà họ tầng lớp khác đó, họ không đến những nơi này đâu, tại vì cái giá trị ở trong này nó mắc lắm so với thị trường bên ngoài cực kỳ cao. Và thôi các bạn xem này, một cái đồng hồ, một cái kính này nó có giá trị tới 6.000. Mọi xem, mọi người xem ha, nó có giá trị tới 6.000, 6.700 cho 6.000 đi, tính có chẳng là 6.000 là khoảng 3 triệu tiền Việt. Mà người một tầng lớp lao động họ không mua nổi, tại vì mỗi ngày họ làm nó có thể họ làm 200 peso, tương đương với 100.000 đồng với người bao ăn, nhưng mà họ không làm đầy đủ ha, họ không làm được làm đầy đủ tháng như bạn người Việt, thì họ chỉ làm thời vụ thôi. Đó là nhiều người họ trống chỗ nào họ kêu chỗ đó, trống nào họ kêu chỗ đó. Thì ở Việt Nam á, miền Tây gọi là thợ đụng á, các thợ đụng thì đụng đâu thì đánh đó, ở bên này cũng thế, cũng có rất là nhiều thợ đụng, đụng đâu đánh đó thôi, kêu về làm đấy thôi. Mình mua con gà con vịt mình không làm được thì mình nhờ họ, họ vẫn làm, mình trả cho họ 50.000, 30.000 thì việc họ vẫn làm, hoặc là 100 hoặc là 50 đồng thì họ vẫn làm, họ không có được làm. Cho nên họ sẽ không đến những trung tâm thương mại này để mà mua sắm, ít khi lắm, hiếm hoi lắm. Ngoài trường hợp đặc biệt thôi, vẫn có tới những trường hợp đặc biệt. Đây mình đang nói đa số, mình không nói chuyện đó. Đây là trung tâm này là bán những đồ rất đắt tiền ha các bạn, sang trọng. Bán vàng, tại vì có bảo vệ cho nên không vô được. Đây, nếu mình vô là bảo buộc phải cắt camera ngay chỗ bảo vệ. Rồi qua khỏi bảo vệ thì mới được mặc camera lại nha mọi người. Cái này là an ninh họ khác với so với người Việt của mình. Để xem. Đó là khu vực thể thao ha. Hôm sau thì mình sẽ đi chi tiết vào từng cái quầy hàng thể thao, nó có những cái món hàng nó có giá trị như thế nào. Đây các bạn xem một chiếc máy xe đạp nhẹ hả, đây nó có giá trị gần 9.000, 4.500 so với tầng lớp mà họ làm không ra tiền á, mà không có việc làm á thì họ sẽ không mua nổi đâu. Ngoại trừ những họ tổ chức sinh nhật thì họ buộc phải vào những cái trung tâm thương mại này để họ ăn uống, còn đa phần thì họ sẽ không muốn ở cùng này. Những người có tiền thì họ luôn luôn vào những này ăn uống, họ không thích ăn uống. Những người kia họ phân rất rõ ràng về tầng lớp ha. Và một điểm đặc biệt nữa là người Phi, đó là khi họ ra đường họ luôn luôn tương tóc, và nhiều khi chúng ta nhìn vào cũng không thể phân biệt được là người giàu hoặc người nghèo, người có tiền hay không có tiền. Đấy là cái đặc điểm của người Phi. Tuy nhiên thì mình sống ở đây một thời gian thì mình sẽ phát hiện được, còn những người mới rất khó, ngoài trừ những người mà có tầm nhìn, có ánh mắt ha, thì họ sẽ nhìn được. Còn những người mới và không biết thì họ nhìn vào thì họ đi ra đường rất là tương tóc, đa phần là như thế. Càng không có tiền họ ra đường càng tương tóc. Rồi, chúng ta quay trở lại đây nè ha, quay trở lại tiệm bánh mì. Và tôi sẽ review cho mọi người coi là khi chúng ta mua bánh mì ở đây, một ổ bánh mì nó sẽ giá trị bao nhiêu so với dòng tiền của mình ha. Rồi, mình đặt họ 5 ổ bánh mì thì các bạn xem, tất cả loại bánh mì ngọt, bánh mì gì cũng có. Nhưng bánh mì khi mình order 5 ổ rồi
70.000 năm món về nè. Chưa chịu được rồi. Mình sẽ chờ lát thôi đâu. Học sinh trên kia gọi. Cái bò là đặt con tí bò. Là bò hạ tế. À, mình xin hỏi, xin một miếng kẹo ha. Tiếp tục là mình đi đường xe ha. Salamat bò. Đây, mình lấy 5 món mì của mình xong ha. Thì hiện tại bây giờ không còn bánh mì giống mình nữa ha. Đây, đây. Điểm mì này rất đắt xa, rất đắt khách, rất đắt hàng, lúc nào cũng có. Một số thì họ ngồi đây, họ dùng tại chỗ. Đây. Thời điểm này là nó không đông so với cái thời điểm lúc 7 giờ tối cực kỳ đông. Mình quay lại cái khu trong đông, khu ăn uống ha, ngoài xem khu ăn uống nào cũng đông khách. Đây, cà phê cũng đông, lúc nào cũng đông. Cà phê Starbucks này cũng rất ngon nha mấy bạn. Khi nào mọi người có dịp đi Philippines, mọi người là cố gắng làm ly cà phê này nè. Nếu gặp mọi người sẽ làm được cái này cũng rất cực kỳ ngon. Rồi thôi, đây mình quay cho bạn coi xem có thằng Nhật ha. Này rất đông, rất đông khách ha. Rồi hôm nay mình review cho mọi người xem FM bao nhiêu này thôi nhé. Đợt sau mình sẽ review thêm và chi tiết hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người lần sau. Xin mọi người cho một like và một subscribe để kênh ngày càng phát triển nhé mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin tạm biệt.